hai vợ chồng đang hạnh phúc, rất là hạnh phúc, bởi vì đây là một ước mơ từ lâu lắm rồi. Mình làm một bộ phim ra không những là để chiếu ở trong Việt Nam không, mà mình ước mơ một ngày nào đó bộ phim mình sẽ trình chiếu được rất là nhiều nước trên thế giới. Thì hôm nay là một điều mà cũng như là mình đã thực hiện được ước mơ. Cách nay mấy ngày thì ở bên Mỹ đã chiếu trước rồi, bắt đầu hôm nay lại qua tới với Úc Châu. Đó là một niềm mình ước ao, là không biết là tới cái phần tiếp theo mình có được đi qua bên đây để mà ra mắt cái buổi chiếu phần 5 của mình hay không nữa. Cả hai vợ chồng thì những ngày đầu làm phim thì tiêu chí của mình đó là mình muốn làm ra một bộ phim giải trí, nhưng mà làm sao để cho khán giả tin tưởng vào thương hiệu phim của mình, và khi mà khán giả đến rạp phim xem thì sẽ không bao giờ cảm thấy là tiếc thời gian hoặc là tiền bạc mình đã bỏ ra, và khán giả sẽ có những cái giây phút giải trí và thoải mái nhất. So với phim của Mỹ thì mình rất là tự hào về phim điện ảnh Việt Nam. Rất là tự hào. I think it's a pretty good movie. It's a really good movie. Yeah. I think it's like comedy movie and horror movie at the same time. So like it's very complete. Nói chung là nguyên rạp ai cũng cười hết. Nhưng mà cái cuối cùng thì cái cảnh người mẹ nó rất là cảm động. Thực là rất có như rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nên là bây giờ vẫn còn hơi hỗn loạn một tí xíu. Nội dung phim thì rất là hấp dẫn rồi, khóc rất là nhiều trong quá trình xem phim. Nói chung là bộ phim này rất là xuất sắc. Cảm ơn đạo diễn Lý Hải đã mang được bộ phim thật tuyệt vời đến với Melbourne và cộng đồng người Việt ở đây. Xin cảm ơn ạ. Phim hay lắm.